Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Địa chỉ từ thiện của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng vào hồi 7 giờ 10 phút sáng Chủ nhật và 15 giờ 10 phút chiều thứ hai hàng tuần trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhân dịp xuân mới, xuân Giáp Ngọ 2014, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý vị khán giả xem truyền hình một lời chúc mừng một mùa xuân mới, sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị khán giả, xã Pa Ủ nằm ở phía bắc của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, cách trung tâm huyện lỵ 60 km. Xã có 28,5 km đường biên giới với nước bạn Trung Quốc và 100% dân số là dân tộc La Hủ sinh sống. Một chuyến thiện nguyện với tổng giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng do câu lạc bộ ô tô Fun kết hợp với nhóm từ thiện người tư cư mang tổ chức. Nhóm phóng viên chương trình Địa chỉ từ thiện đã có cơ hội đồng hành và cùng ghi lại những câu chuyện giàu ý nghĩa ở nơi đây nhân dịp chào đón mùa xuân mới, xuân Giáp Ngọ 2014. Rời thủ đô Hà Nội, chúng tôi bắt đầu chuyến thiện nguyện đến với xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trong niềm vui vẻ phấn khởi bởi những món quà đã được chuẩn bị đầy đủ và đóng gói cẩn thận trên những chiếc xe chuyên dụng trong đoàn. Chương trình mang tên Sưởi ấm Pa Ủ do các thành viên trong diễn đàn Autofun kết hợp cùng diễn đàn người tư cư mang và bác sĩ nội trú tổ chức với gần 200 thành viên tham gia. Hơn 40 chiếc xe trong đoàn cứ thế nối đuôi nhau vượt qua quãng đường dài gần 800 km để đến với các em học sinh đang sinh sống và học tập tại xã Pa Ủ. Suốt dọc hành trình, chúng tôi đã đi trên những con đường uốn lượn theo triển núi và được ngắm nhìn những dãy núi cao, những cảnh vật xung quanh để cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Sau hai ngày thử sức với những cung đường khó, những đoạn đường còn đang thi công dang dở, chúng tôi đến được với xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khi trời đã nhá nhem tối. Đường đi dẫu xa xôi, khó khăn và hiểm trở, thời tiết dẫu bút lạnh và sương giá, nhưng tất thảy mọi thành viên chúng tôi trong đoàn khi tham gia chuyến đi này đều cảm thấy ấm lòng hơn khi những món quà yêu thương, những tấm lòng nhân ái từ biết bao cá nhân, tập thể và doanh nghiệp tại thủ đô Hà Nội đã ủng hộ tới chương trình. Những ánh đèn le lói trong màn đêm báo hiệu điểm dừng trong chuyến hành trình. Tại trung tâm xã Pa Ủ, ấn tượng đầu tiên chúng tôi có được chính là nụ cười rạng rỡ và sự vui vẻ mến khách của người dân nơi đây. Xã Pa Ủ cũng lâu lắm rồi không đông vui như vậy. Những em bé lon ton trên đôi chân trần xoay tròn ánh mắt khi nhìn chúng tôi, những người lạ mà các em chỉ mới gặp lần đầu tiên. Cũng ngay trong buổi tối khi vừa đặt chân đến Pa Ủ, mọi mệt mỏi sau chuyến hành trình dài dường như tan biến hết khi các thành viên tổ chức chương trình tặng quà Giáng sinh muộn cho trẻ em nơi đây. Với cái khí hậu của miền núi và vào thời điểm này thì rất là khắc nghiệt, nhưng các cháu thì thường là chỉ có một manh áo và một cái quần và đi chân trần. Trong những cái thời tiết như thế này thì thường là học sinh bỏ học rất nhiều. Thế chúng tôi cũng muốn là đem một chút hơi ấm đến cho các cháu. Chúng tôi muốn trang bị, lần này chúng tôi lên là chúng tôi trang bị cho các cháu một số đồ dùng học tập, chăn màn chiếu, đồng thời là quần áo ấm, quần áo đồng phục để các cháu đảm bảo cái điều kiện tối thiểu của các cháu đến lớp, đến trường. Ông già Noel, cây thông với những món đồ nhỏ xinh xinh đã là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc đối với trẻ em nơi thành thị. Còn ở đây, khi hàng ngày các em chỉ biết đến cái ăn còn chưa đủ, cái mặc còn chưa ấm, thì có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên các em được thấy tận mắt những hình ảnh đẹp đến như vậy. Những món quà nhỏ xinh xinh do chính tay các ông già Noel trao tặng, trong tâm trí ngây thơ hồn nhiên của trẻ nhỏ nơi đây như là một món quà quý giá và vô cùng có ý nghĩa. Chúng tôi và cùng những người bạn đã đi từ Hà Nội lên Pa Ủ với một quãng đường 2 ngày rất là vất vả, với một quãng đường là 800 km. Với 2 ngày vất vả như thế, chúng tôi đi đến đây và chúng tôi nhìn thấy các em, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động khi nhìn thấy các em vẫn còn rất là khó khăn, vất vả. Chúng tôi đã có những cái tình cảm, có những món quà nhỏ trao đến tay các em học sinh ở nơi đây, mong rằng năm nay, Tết năm nay, một mùa rét năm nay, các em sẽ được ấm áp hơn, no đủ hơn với cái tình cảm nhỏ của chúng tôi, và hy vọng rằng tất cả mọi người cũng như chúng tôi hãy cùng
tham gia những cái hành động từ thiện nhỏ bé này để góp cho các em ở xã Ba Ủ nói riêng cũng như tất cả các trẻ em trong cả nước nói chung có những cái ngày mùa đông được ấm áp hơn. Nhóm thiện nguyện còn tổ chức một chương trình giao lưu âm nhạc với các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây. Tại Ba Ủ, 100% dân số là người dân tộc La Hủ sinh sống. Bởi vậy mà ngôn ngữ họ sử dụng chúng tôi không thể hiểu được. Nhưng dù là vậy, chúng tôi đã có được những ngôn ngữ riêng làm cầu nối. Đó là những ánh mắt và nụ cười mà chúng tôi đã trao đi và nhận được trong thời gian đến nơi đây. Để có được những phần quà tặng của mùa xuân mới dành cho đồng bào dân tộc và học sinh nơi đây, cũng như những số tiền lớn để có thể đóng góp xây dựng những điểm trường tại các xã vùng sâu còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Ngày 14 tháng 9 năm 2013, Diễn đàn Ô Tô Văn đã tổ chức lễ phát động chương trình Sưởi ấm Ba Ủ 2013. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng nhưng ấm áp tại Star Club 87 Láng Hạ, Hà Nội. Mùa đông của vùng cao là rất là lạnh. Các em ở học sinh ở trên vùng núi thì rất là vất vả. Thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần có một trách nhiệm gì đó với một cộng đồng. Thì chúng tôi đã triển khai và phát động một cái chương trình này để mong rằng chúng tôi sẽ góp phần nhỏ bé của chúng tôi đối với trẻ em vùng sâu vùng xa. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trách nhiệm mà chúng tôi có thể chia sẻ với cộng đồng. Và cụ thể hơn là những con người đang được sống ở đây, ở thủ đô, ở đất nước và chia sẻ với các đồng bào trên vùng cao khó khăn. Nằm trong chuỗi các chương trình OF vì cộng đồng, chương trình từ thiện Mái ấm học đường nơi biên cương do Diễn đàn Ô Tô Văn phát động nhằm hỗ trợ xây dựng điểm trường, cung cấp quần áo, đồ dùng dạy học, giúp đỡ các trang thiết bị, hỗ trợ lương thực và khám bệnh từ thiện. Trong đó, một trong các hoạt động được tập trung triển khai là xây dựng phòng học cho trường mầm non và tiểu học hoặc xây dựng khu nhà nội trú cho học sinh nội trú. Một trong những giá trị cốt lõi của Ô Tô Văn đó là community, tức là cộng đồng. Cái ý nghĩa của nó là các thành viên của Ô Tô Văn không phải chỉ chăm lo đến bản thân mình mà còn nghĩ về cộng đồng. Và chính vì vậy nên chúng tôi có thành lập ra một quỹ từ thiện và bây giờ đổi tên là Ô Tô Văn vì cộng đồng. Thì một trong những hoạt động chính của Ô Tô Văn vì cộng đồng là hoạt động làm việc với các địa phương, các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa để mang lại một số những cái giá trị và ý nghĩa của cuộc sống giúp cho các em nhỏ ở các trường, ở các vùng sâu, vùng xa là có thêm những điều kiện vật chất và có những động viên về tinh thần. Thì về giá trị thì chúng tôi nghĩ là nó có những cái giá trị nhất định. Nó có ý nghĩa không phải chỉ với những người được nhận mà kể cả với những người ở trong cộng đồng Ô Tô Văn. Bây giờ số lượng thành viên của Ô Tô Văn cũng tương đối lớn, lên tới khoảng 200.000 thành viên. Thì qua những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng gắn kết và cũng hiểu được nhiều hơn về những cái giá trị mà cuộc sống và những cái giá trị mà chúng tôi mang lại cho cộng đồng cũng như là chúng tôi nhận được từ cộng đồng. Thì mục đích chính thì là chúng tôi muốn đem lại một cái chút gì đó giúp đỡ cho các cái trẻ con trên vùng cao, ví dụ như là có thể là xây một cái mái ấm, có thể là đưa đến những cái bữa cơm, hoặc là có thể là chúng tôi đưa đến những cái quyển sách hoặc là những cái đồ dùng chia sẻ giữa diễn đàn và các trẻ em trên vùng cao. Ba Ủ là một xã khó khăn nhất của huyện Mường Tẻ, tỉnh Lai Châu. Đồng bào trong toàn xã nói chung và các em học sinh nói riêng tại nơi đây còn gặp nhiều khó khăn về đời sống sinh hoạt, trình độ văn hóa lạc hậu. Đặc biệt, cái ăn cái mặc, cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp trồng người, dạy chữ, đem đến kiến thức cho việc giảng dạy và học tập của thầy trò nơi đây còn gặp nhiều hạn chế, thiếu thốn. Địa hình để đến được với nơi đây hiểm trở, chia cắt, nhiều đoạn chỉ mới đang thi công mở đường cho xe ô tô thông xe, thậm chí có nhiều điểm bản chưa có đường giao thông nên vẫn phải đi bộ vào. Nơi định cư của đồng bào La Hủ là một trong những dân tộc đặc biệt khó khăn của cả nước. Trẻ em vùng núi cao Ba Ủ đón chúng tôi với những đôi môi tím lạnh, những mái tóc hoe vàng vì nắng vì gió, những đôi má nẻ hồng đen nhẻm, những đôi chân trần sứt sẹo.
Những hình ảnh ấy khiến những trái tim trong đoàn thiện nguyện chúng tôi như thắt lại. Đó là những hình ảnh đã trở nên quá quen thuộc ở nơi đây, thì đối với nhiều thành viên trong đoàn khi tham gia chuyến đi còn bỡ ngỡ, lạ lẫm và xót xa. Có những sự chia sẻ vô hình khiến không gian sương giá của vùng núi cao Pa Ủ mùa xuân như thêm ấm lại. Từ nhiều năm nay, cái nghèo đói đã gắn liền với đồng bào dân tộc và học sinh nơi đây. Cái ăn cái mặc còn không đủ, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hàng ngày còn nhiều thiếu thốn, huống chi đến cái chữ cái học. Nó dường như trở thành thứ xa xỉ trong suy nghĩ của biết bao nhiêu thế hệ người dân nơi đây. Phải cố gắng bám lớp, động viên, khích lệ, tạo niềm tin và sự quyết tâm học cái chữ của mỗi học sinh là một trong những điều khó khăn lớn nhất của những giáo viên đứng lớp nơi đây. Âu cũng chỉ mong cái chữ không chỉ khai sáng cho kiến thức của học trò miền núi, mà còn mang niềm hy vọng thay đổi được phần nào cuộc sống của bà con dân tộc. Đi đứng nó rất là khó, ví dụ như mình có kinh nghiệm thì không sao, nhưng mà còn những bạn trẻ người ta cũng đi nhưng mà về kinh nghiệm hoặc là về cái cách xử lý ở đường thì nó có, trên đường thì nó rất có rất là nhiều cái muôn hình muôn vẻ để mình phải xử lý. Mà đi thì hầu như là đường là hầu như không nhìn thấy gì, nhất là từ chặng từ Mường Tè để vào Bắc Ma trong này đấy, trước khi rẽ đi lên Pa Ủ là cái tuyến đấy thực sự là gian khổ và gian nan đấy. Thì đoàn, các bạn biết đoàn có mấy xe là cũng có trục trặc, nhưng mà đều anh em đều cố gắng khắc phục cái khó khăn, cũng đều quyết tâm để đưa được là cái hàng hóa, một chút quà tối thiểu nhất của tấm lòng của anh em trong diễn đàn để gửi đến cho các con trên này. Đoàn đi từ Lai Châu vào trong Pa Ủ là hơn 200 km, nhưng với cái thời gian đi nó lên đến 12 tiếng, vì cả ăn nghỉ, những cung đường nó rất xấu và đường đi rất là khó khăn. Đoàn gặp những nhiều cái trở ngại về cái đường xá cũng như là ăn nghỉ dọc đường, phải là ăn nghỉ ở tự túc lấu ăn, mang đồ lấu ăn ở dọc đường, không có quán xá. Và đấy, khi đến được cái trung tâm Pa Ủ này thì chúng tôi rất là hạnh phúc, đã đem được là những cái phần tình cảm đến cho các em ở vùng sâu. Thời tiết trên này thì hầu như là cũng rất là lạnh, và cái tình trạng đến lớp và cái sức khỏe của các em thì nhiều khi cũng đi học, mặc dù là rất là chuyên đảm bảo về số lượng, nhưng mà cái tỷ lệ chuyên cần của các em chưa được cao. Các món quà đã được vận động đóng góp trong chuyến đi từ thiện bao gồm 2 nhà thư viện, lớp học, phòng sinh hoạt chung cho học sinh nội trú của trường tiểu học xã Pa Ủ 1 và Pa Ủ 2 với đầy đủ tiện nghi, tivi, loa đài, giá sách, truyện, 645 bộ đồng phục học sinh cho học sinh tiểu học, 425 bộ quần áo cho học sinh mầm non, 1070 đôi dép, 5000 đôi tất, 430 đôi ủng cho tất cả các em học sinh trong toàn xã, 350 bộ chăn màn chiếu cho các học sinh nội trú, toàn bộ vật dụng giảng dạy, dụng cụ trợ giảng trực quan, truyện tranh cho các em mầm non Pa Ủ 1 và Pa Ủ 2, 3 bộ âm ly, loa đài, đài cassette cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong 2 xã, 2 chiếc TV LED 32 inch cho các em học sinh nội trú, 8 bộ máy tính bàn, 2 bộ máy tính sách tay, 3 máy in cho nhà trường, 50 bộ đồ chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng đá cho các chiến sĩ biên phòng, thầy cô giáo công tác trên địa bàn xã, 2 tấn lương thực thực phẩm bao gồm gạo, cá khô, bột canh, mì tôm cho các em học sinh nội trú trong xã. Ở trên diễn đàn OF thì các bạn ấy đã đưa rất nhiều các loại chương trình, kể cả từ bán đấu giá cho đến là bán những cái logo, rồi kêu gọi ở bên ngoài, qua rất nhiều các nhà tài trợ đã giúp đỡ bọn mình thực hiện được chương trình này. Mình rất mong muốn là cái lòng nhân ái nó ngày càng được lan rộng. Sau những chương trình như thế này thì làm thêm được nhiều những chương trình khác nữa rộng lớn, ví dụ như là quán cơm 2000 ở tại Hà Nội cho sinh viên nghèo và các bệnh nhân nghèo. Chúng tôi mong muốn rằng qua những cái chương trình này thì sẽ có nhiều người biết đến những cái cháu nhỏ rất là khó khăn
trên những vùng miền núi và đặc biệt là Pa Ủ, Mường Tè của Lai Châu. Và cũng như thế mà qua đấy thì hy vọng rằng các tổ chức, các đơn vị khác sẽ có được nhiều cái sự giúp đỡ hơn cho những các cháu trên này cùng với chung tay cùng chúng tôi những chuyến sau. Tôi mong rằng là trong chương trình này sau là có rất nhiều chương trình nữa để ủng hộ cho các cháu học sinh ở địa bàn. Xin thưa các đồng chí là ở đây là xã đặc biệt khó khăn và học sinh ở đây chủ yếu là cái ăn cái mặc là thiếu thốn rất nhiều, và đấy thì sau nữa là dẫn đến cái chỗ chất lượng học tập của các cháu là cũng không được đảm bảo. Và đấy thì cũng rất mong là trong cái chương trình này về thì các bạn cũng sẽ có các cái chỗ kêu gọi hỗ trợ nữa để cho các cháu đỡ vất vả, để các cháu được cái chữ tốt hơn. Sau một chặng đường dài, có những khoảng lòng như không tồn tại thước đo của km hay không gian và thời gian. Tham gia chuyến đi lần này, nhóm thiện nguyện với tên gọi Bác sĩ nội trú lần đầu tiên đã mang tới vùng núi cao Pa Ủ thuốc men và những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho sức khỏe của người dân và học sinh nơi đây. Nhưng hơn hết, những người bác sĩ trẻ với trái tim nhân ái đã mang tới những tấm lòng ấm áp yêu thương. Các thành viên trong đoàn chia nhau đi đến điểm bản, tặng quà tận tay cho thầy và trò ở các điểm trường trong xã Pa Ủ. Các bác sĩ của diễn đàn Bác sĩ nội trú khám và cấp phát thuốc cho hơn 1.000 lượt. Số thuốc còn lại được bàn giao cho trạm y tế xã. Dẫu là những lớp học còn nguyên vẹo, méo mó và tạm bợ, dẫu là những đôi chân chai sần của học trò vượt núi cao đường xa đến lớp, dẫu là cái đói cái no vẫn là nỗi lo lắng thường trực của biết bao gia đình, dẫu là những đồng lương ít ỏi với điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng dường như những trở ngại đó không làm vơi đi tình yêu lớn lao của những thầy cô giáo nơi đây dành trọn cho đám học trò nghèo, áo rách chân trần, tóc vàng hoe vì sương gió, vì giá buốt. Với quyết tâm mang đến một chút hơi ấm mùa xuân cho các cháu, diễn đàn Ô Tô Phan đã mang chương trình sưởi ấm Pa Ủ đến được với xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Thì cũng mong muốn là cũng góp được một suất, cũng thực ra thì cũng không nhiều, nhưng mà cũng có thể là cũng phân loại được, hay là cũng tư vấn được cho các cháu, hay là cho các cô, hay là một số những cái bà con những cái bệnh thường gặp. Có ai đó đã từng nói rằng làm từ thiện như muối bỏ bể, nhưng thử hỏi nếu thiếu đi những hạt muối bé nhỏ mặn mòi ấy thì biển đời sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Đó là những tình cảm và sự chia sẻ vô hình, không thể đếm tính mà tất thảy mọi thành viên trong chuyến hành trình thiện nguyện hướng về Pa Ủ nhân mùa xuân mới 2014 chúng tôi đã trao đi và được nhận lại. Bởi trao yêu thương là nhận gấp vạn yêu thương. Đâu đó trong hành trình trở lại ấy là những cánh đồng bậc thang cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng không thể che giấu một sự thật đang còn tồn tại và hiện hữu. Còn rất nhiều đồng bào nghèo dân tộc miền núi phía Bắc đang thiếu ăn. Là những em bé má hồng súng xính trong những bộ quần áo trong mùa xuân mới. Nhưng không thể che giấu một sự thật, còn quá nhiều trẻ nhỏ nơi đây khi mùa đông đến không đủ manh áo ấm, nhưng lại thừa những đôi chân trần trong giá lạnh. Hẹn gặp lại những chuyến đi thiện nguyện không hẹn trước của mùa xuân mới. Hẹn gặp lại những tuyến đường quanh co, đổ dốc và hiểm trở. Hẹn gặp lại cả những nụ cười yêu thương được trao gửi như làm ấm cả mùa xuân. Chương trình địa chỉ từ thiện đến đây xin được tạm dừng. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía quý vị khán giả. Quý vị khán giả có thể điện thoại trực tiếp theo đường dây nóng của chương trình chúng tôi 043-8355-798 hoặc 0915-150404 để trực tiếp tham gia và đồng hành với chúng tôi trong những chuyến thiện nguyện, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng xã hội. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình sau vào hồi 7h10 phút sáng Chủ nhật và 15h10 phút chiều thứ hai hàng tuần. Một lần nữa, xin được kính chúc quý vị khán giả xem chương trình Một mùa xuân mới Giáp Ngọ 2014 an khang thịnh vượng. Xin kính chào quý vị khán giả.